Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Nga thông báo số lượng cuộc tấn công vào mục tiêu của Ukraine trong tuần. Theo thông tin từ báo tin tức, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã thực hiện 23 cuộc tấn công kết hợp vào các mục tiêu ở Ukraine trong tuần qua. Theo đài RT ngày 5 tháng 7, 23 cuộc tấn công nói trên diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, có sự tham gia của cả vũ khí có độ chính xác cao và thiết bị bay không người lái. Các cuộc tấn công nhằm vào các sân bay Ukraine cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng được sử dụng để cung cấp năng lượng cho tổ hợp công nghiệp quân sự của nước này. Các địa điểm cất giữ tên lửa và chuẩn bị phóng tên lửa của Ukraine cũng đã bị tấn công. Ngoài ra, tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga cũng phá hủy các kho nhiên liệu dùng cho vũ khí của Ukraine và các xưởng lắp ráp thiết bị bay không người lái cũng như xuồng không người lái. Nga đánh giá một số cuộc tấn công có quy mô lớn, trong đó có cuộc tấn công sân bay Mogorod ở vùng Poltava ngày 2 tháng 7. Trong đó, 5 máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine bị phá hủy và 2 chiếc khác bị hư hỏng. Trong tuần qua, hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 2 máy bay MiG-29 của không quân Ukraine và 1 máy bay Su-27, 5 tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp, 14 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh tài trợ, 42 tên lửa của hệ thống HIMARS do Mỹ chế tạo, các hệ thống Vampire do Séc sản xuất, cũng như 451 thiết bị bay không người lái các loại. Tại Donetsk, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 4 làng, cũng như quận Novi của thị trấn chiến lược Chasivia. Lực lượng Nga đã giành được khu định cư tại vùng Kharkiv của Ukraine. Trong khi đó, ngày 4 tháng 7, không quân Ukraine thông báo lực lượng này đã bắn hạ 21 trong số 22 thiết bị bay không người lái mà Nga triển khai trong một cuộc tấn công ban đêm. Không quân Ukraine nêu rõ hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ các thiết bị bay không người lái này tại 6 khu vực ở miền Bắc và miền Trung Ukraine. Thống đốc vùng Chernihiv của Ukraine cho biết một trong những thiết bị bay không người lái này đã tấn công một cơ sở hạ tầng trong khu vực, song không cung cấp thêm chi tiết. Ngày 3 tháng 7, 3 thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công một trạm biến áp điện gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện do Nga kiểm soát và thị trấn Enerhoda gần đó, khiến 8 nhân viên nhà máy điện bị thương và trạm biến áp ở phía đông nam Ukraine bị hư hỏng. Tổng thống Putin phản ứng về lời muốn chấm dứt xung đột Nga-Ukraine của ông Trump. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4 tháng 7 chia sẻ ông tin rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chân thành về việc muốn kết thúc xung đột tại Ukraine. Thông tin từ báo Thông tấn xã Việt Nam, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, Trump nhiều lần phát biểu rằng ông có thể kết thúc xung đột Nga-Ukraine nhanh chóng nếu giành quyền chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Tại cuộc họp báo ở Kazakhstan, khi phóng viên đặt câu hỏi về phát biểu này của ông Trump, Tổng thống Putin bày tỏ, chúng tôi coi nó là hoàn toàn nghiêm túc khi ông Trump với tư cách một ứng cử viên tổng thống tuyên bố sẵn sàng và muốn ngừng xung đột tại Ukraine. Lãnh đạo Nga bổ sung, tôi tin rằng ông Trump chân thành về điều đó và chúng tôi hưởng ứng ý tưởng về kết thúc xung đột. Tuy nhiên, Tổng thống Putin bày tỏ, ông không rõ ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Trump có kế hoạch để thực hiện điều đó trong trường hợp đắc cử hay không. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng đề nghị ông Trump đưa ra kế hoạch về việc chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 3 tháng 7, Tổng thống Zelensky nêu rõ nếu ông Trump nắm được biện pháp để chấm dứt xung đột, ông ấy nên nói ra ngày hôm nay. Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ ông có thể sẵn sàng gặp gỡ ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Trump để lắng nghe về đề xuất của chính khách này. Đáng chú ý, ông Zelensky bác bỏ ý kiến cho rằng xung đột Nga-Ukraine đang trong tình trạng bế tắc. Ông nói rằng Ukraine cần thêm nguồn lực. Kremlin từ chối Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian giải quyết xung đột Ukraine. Hôm 3 tháng 7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ankara có thể giúp chấm dứt cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga, Thông tấn xã Việt Nam thông tin. Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại Kazakhstan, ông Erdogan nhấn mạnh ông tin rằng
một nền hòa bình công bằng, phù hợp với cả hai bên là điều có thể. Mặc dù vậy, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng ông Erdogan không thể đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột đã kéo dài 28 tháng nay. Không, điều đó là không thể. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn câu trả lời của ông Peskov khi được hỏi liệu Tổng thống Erdogan có thể đảm nhiệm vai trò này không. Nguồn tin không giải thích lý do tại sao Điện Kremlin phản đối đề xuất của ông Erdogan. Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề gồm cuộc chiến ở Gaza và các cách thức chấm dứt xung đột ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, song không giống với các nhà lãnh đạo NATO khác, đều áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow. Ông Erdogan đã cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Nga và Ukraine trong suốt cuộc xung đột. Thổ Nhĩ Kỳ từng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận vận chuyển an toàn ngũ cốc từ các cảng Biển Đen. Thỏa thuận này có hiệu lực trong một năm. Về phần mình, Kiev không loại trừ các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Moscow, nhưng nhấn mạnh chúng chỉ có thể được tổ chức thông qua các bên trung gian. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gợi ý rằng định dạng được sử dụng để làm trung gian cho thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen năm 2022 có thể hữu ích cho mục đích này. Ông đề xuất rằng các quốc gia khác có thể được mời làm trung gian. Không ai được nói rằng quá trình này chỉ có châu Âu và Mỹ. Nhấn mạnh rằng các quốc gia từ châu Á, châu Phi và Nam Mỹ cũng nên tham gia và giúp chuẩn bị các tài liệu đề xuất hòa bình giữa Nga và Ukraine. Cho đến nay, chỉ có mô hình này, ông Zelensky khẳng định, đồng thời lưu ý thêm rằng thỏa thuận cuối cùng phải phù hợp với Kiev và dựa trên các điều khoản của Ukraine. Tổng thống Zelensky từ lâu đã tìm cách thúc đẩy công thức hòa bình 10 điểm. Gần đây nhất là trong hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ vào ngày 15 đến 16 tháng 6, sự kiện mà Nga không tham dự. Điện Kremlin đã bác bỏ các điều khoản của ông Zelensky, nhấn mạnh rằng tình trạng của các vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào Nga là không thể thương lượng. Tổng thống Putin nói rằng Ukraine cũng phải từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO và trở thành quốc gia trung lập, cũng như giảm quy mô của quân đội. Mặc dù bác bỏ các điều khoản của Nga, Kiev gần đây đã ra tín hiệu sẵn sàng chấm dứt giao tranh. Vào tháng 6, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Igor Zhoka cho biết nước này muốn hòa bình càng sớm càng tốt. Tổng thống Zelensky cũng nói vào tuần trước rằng Kiev không muốn kéo dài xung đột hay khiến xung đột kéo dài trong nhiều năm. Tổng thống Biden cam kết giành chiến thắng, bác bỏ tin đồn rút lui. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3 tháng 7 khẳng định mình vẫn là ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và cam kết sẽ tiếp tục tranh cử bất chấp sức ép từ Đảng Cộng Hòa và giới truyền thông muốn ông từ bỏ. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam cho biết, theo đài CNN, trong một bức thư mới nhất gửi tới các nhà gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của bộ đôi Biden-Harris, Tổng thống Biden khẳng định mình vẫn là ứng viên của Đảng Dân Chủ và không ai có thể đẩy ông ra khỏi cuộc đua. Ông cam kết sẽ ở lại cuộc đua cho tới cuối cùng và cùng nhau giành chiến thắng. Cùng ngày, trong một cuộc họp báo với các phóng viên, khi được hỏi liệu Tổng thống Biden có cân nhắc việc dừng tranh cử, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre khẳng định tuyệt đối không. Sau cuộc gặp với Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris tại Nhà Trắng ngày 3 tháng 7, một số thống đốc của Đảng Dân Chủ đã lên tiếng ủng hộ ông Biden. Thống đốc Tim Walz của bang Minnesota cho biết ông tin rằng Tổng thống Biden hoàn toàn phù hợp với chức vụ, trong khi Thống đốc Wes Morey của bang Maryland thể hiện sự trung thành tuyệt đối. Cuối tuần trước, chiến dịch tái tranh cử của ông Biden đã huy động được $33 triệu kể từ sau cuộc tranh luận, bất chấp những lo ngại của một số nhà tài trợ quyền lực. Trong một bức thư email của đội ngũ tranh cử của Tổng thống Biden, họ khẳng định ông Biden không rút lui. Ông Biden sẽ trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, chấm dứt câu chuyện. Nếu ông bỏ ngang, điều đó sẽ dẫn đến nhiều tuần hỗn loạn, tranh giành nội bộ và một loạt ứng cử viên khập khiễng lao vào một cuộc chiến khốc liệt trên sàn đại hội toàn quốc Đảng Dân Chủ. Trong khi Donald Trump có thời gian để nói chuyện với cử tri Mỹ mà không lo bị cạnh tranh, bức thư viết. Trước đó, sau vòng tranh luận tổng thống đầu tiên với đối thủ Donald Trump, nhiều tờ báo đã đồng loạt đăng những bài viết mang theo thông điệp chung là kêu gọi Tổng thống Biden từ bỏ nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ 2. Trên một bài viết có tiêu đề, liệu Đảng Dân Chủ có thể thay thế ứng viên Biden
đăng ngày 28 tháng 6, tạp chí phố World WSJ nhận định đảng Dân Chủ nên cân nhắc việc thay ứng viên Tổng thống. Cùng ngày, tờ New York Times cho rằng ông Biden nên từ bỏ cuộc đua thì mới đúng nghĩa phục vụ đất nước. Nhà lập pháp bang Texas, Lloyd Doggett là nghị sĩ đảng Dân Chủ đầu tiên kêu gọi Tổng thống Biden dừng tranh cử. Ông này chỉ ra Tổng thống Biden nên làm theo gương cựu Tổng thống Lyndon Johnson cũng đã từng đưa ra quyết định tương tự trước đây. Trong vòng tranh luận tuần trước, Tổng thống Biden đã có màn thể hiện kém thuyết phục và gây thất vọng với người ủng hộ. Phần tranh luận của Tổng thống đương nhiệm có phần ngập ngừng, cộng thêm sự bất lợi về tuổi tác đã tạo cơ hội cho đảng Cộng hòa chỉ trích và thậm chí còn đòi bãi nhiệm ông. Các nhà kinh tế lên tiếng khi ông Biden và ông Trump cáo buộc nhau gây lạm phát ở Mỹ. Cũng theo thông tấn xã Việt Nam, các nhà kinh tế cho rằng các sự kiện toàn cầu nằm ngoài tầm kiểm soát của cả ông Trump lẫn ông Biden đã tàn phá động lực cung và cầu trong nền kinh tế Mỹ, khiến giá cả tăng cao. Ngoài ra còn có các yếu tố khác, ví dụ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed đã chậm chạp trong kiềm chế lạm phát nóng. Một số chính sách của ông Biden và ông Trump như các gói cứu trợ trong đại dịch COVID-19 cũng có thể đóng một vai trò nào đó có thể gây ra lạm phát tham lam, greedflation. Thuật ngữ này nói về lạm phát do thái độ tham lam của các cá nhân, tổ chức hoặc các yếu tố thị trường khác. Tham lam và cạnh tranh khốc liệt trong kinh doanh có thể dẫn đến tăng giá cả không đáng có của hàng hóa và dịch vụ. Ông David Westell, Giám đốc Trung tâm Chính sách Tài chính và Tiền tệ Hutchins tại Viện Brookings cho biết, tôi không nghĩ đó là một câu trả lời có hay không đơn giản. Nói chung, các tổng thống thường được ghi nhận hoặc bị đổ lỗi vì vấn đề kinh tế hơn mức những gì họ thể hiện trong thực tế. Cụ thể, Tổng thống Biden vì có là nguyên nhân gây ra lạm phát cao một phần là do yếu tố bên ngoài. Ông nhậm chức vào đầu năm 2021 và khoảng thời gian lạm phát tăng vọt đáng chú ý. Tương tự, đại dịch COVID-19 đã khiến Mỹ rơi vào suy thoái nghiêm trọng trong nhiệm kỳ của ông Trump, kéo chỉ số giá tiêu dùng xuống gần 0 vào mùa xuân năm 2020 khi tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu. Ông Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng tại Moody's Analytics nhận định, theo quan điểm của tôi, cả ông Trump và ông Biden đều không phải là nguyên nhân gây ra lạm phát cao, lỗi thuộc về đại dịch và cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Lạm phát có nhiều nguyên nhân và ảnh hưởng. Ở mức độ cao, lạm phát nóng phần lớn là do cung cầu, không cân đối. Đại dịch đã đảo lộn các động lực bình thường. Đại dịch làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Đại dịch gây ra tình trạng thiếu lao động, mắc bệnh khiến người lao động không thể làm việc. Các trung tâm chăm sóc trẻ em đóng cửa, khiến cha mẹ khó đi làm. Số khác lại lo lắng về việc bị ốm khi làm việc. Tình trạng sụt giảm lượng người nhập cư cũng làm giảm nguồn cung lao động. Trong khi đó, Trung Quốc đóng cửa các nhà máy và tàu chở hàng không thể chở hàng tại cảng, làm giảm nguồn cung hàng hóa. Người tiêu dùng đã thay đổi mô hình mua sắm, họ mua nhiều đồ đạc như đồ nội thất phòng khách và bàn làm việc cho văn phòng tại nhà vì phải dành nhiều thời gian ở trong nhà hơn. Khác với trước đại dịch, khi người Mỹ có xu hướng chi nhiều tiền hơn cho các dịch vụ như ăn uống ở ngoài, du lịch xem phim, xem hòa nhạc. Nhu cầu cao bùng nổ khi nền kinh tế Mỹ mở cửa trở lại, cùng với tình trạng thiếu hàng hóa đã khiến giá cả tăng cao. Ngoài ra, còn có các yếu tố liên quan khác, ví dụ các nhà sản xuất ô tô không có đủ chip bán dẫn cần thiết để chế tạo ô tô, trong khi các công ty cho thuê ô tô đã bán bớt xe vì họ không nghĩ rằng cuộc suy thoái chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, khiến việc thuê xe trở nên đắt đỏ hơn khi nền kinh tế phục hồi nhanh chóng. Theo ông Zandi, khi số ca nhiễm COVID-19 đạt mức cao kỷ lục vào năm 2022, làm gián đoạn thêm chuỗi cung ứng, cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã làm tăng thêm lạm phát khi đẩy giá hàng hóa như dầu và thực phẩm trên khắp thế giới tăng cao. Kết quả là lạm phát toàn cầu đạt mức cao hơn mức trong vài thập kỷ qua. Ông Stephen Barrow, nhà kinh tế tại Capital Economics nhận định, chúng ta chỉ cần nhìn vào tỷ lệ lạm phát vẫn còn cao ở hầu hết các nền kinh tế tiên tiến khác để thấy rằng phần lớn thời kỳ lạm phát này thực sự là do xu hướng toàn cầu hơn là do chính sách cụ thể nào đó của chính phủ thời nào đó, mặc dù các chính phủ có góp phần. Lùi phiên kết án cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ chi tiền bịt miệng. Chánh án bang New York, ông Juan Merchan vừa quyết định lùi phiên tòa kết án cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ chi tiền bịt miệng diễn viên Stormy Daniels. Theo đó, phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 9 tới, thay vì ngày 11 tháng 7 như kế hoạch ban đầu, thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Động thái trên được đưa ra một ngày sau khi Tòa án tối cao Mỹ tuyên bố ông Trump được hưởng quyền miễn tố về công vụ, cho thấy hệ quả sâu rộng của phán quyết này. Phán quyết ngày 1 tháng 7 của Tòa án tối cao Mỹ khiến vụ công tố viên đặc biệt Jack Smith truy tố ông Trump âm mưu lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 trở nên không rõ ràng và ông Trump gần như không thể bị xét xử trước cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.
Bên cạnh đó, phán quyết cũng có thể ảnh hưởng tới vụ ông Trump bị truy tố trong vụ lưu trữ tài liệu mật tại tư dinh và vụ can thiệp bầu cử ở bang Georgia. Ngày 30 tháng 5 vừa qua, một bồi thẩm đoàn ở Manhattan kết luận cựu Tổng thống Trump phạm 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu số tiền 130.000 USD mà ông Michael Cohen, cựu luật sư của ông, trả cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Hồ sơ công ty Trump Organization ghi số tiền đó là chi phí pháp lý được ông Trump và công ty trả cho luật sư Cohen. Thực tế, khoản tiền này được chi để mua sự im lặng của bà Daniels về mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa hai người nhằm không ảnh hưởng đến cuộc đua của ông Trump vào Nhà Trắng năm 2016. Trong khi đó, ở một diễn biến liên quan trước đó, Tổng thống Biden cảnh báo phán quyết của Tòa án tối cao về quyền miễn trừ truy tố với ông Trump là tiền lệ nguy hiểm. Theo hãng tin Reuters, ngày 2 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích phán quyết của Tòa án tối cao về quyền miễn trừ của Tổng thống vốn được coi là chiến thắng cho đối thủ tranh cử của ông, cựu Tổng thống Donald Trump. Ông gọi đây là tiền lệ nguy hiểm, gây bất lợi cho người dân Mỹ. Trong những phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho biết quyết định này có nghĩa là ông Trump rất khó có thể phải ra tòa trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 năm nay vì tham gia vào vụ tìm cách lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Quốc gia này được thành lập dựa trên nguyên tắc rằng không có ngoại lệ ở Mỹ. Mỗi người chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật, không ai, không cá nhân nào đứng trên pháp luật. Ngay cả Tổng thống Mỹ cũng vậy, ông Biden nói. Tòa án tối cao Mỹ đã ra phán quyết vào ngày 1 tháng 7 rằng ông Trump không thể bị truy tố vì bất kỳ hành động nào nằm trong quyền hạn hiện định với tư cách là Tổng thống. Nhưng có thể truy tố vì các hành vi cá nhân, đây là một phán quyết mang tính bước ngoặt lần đầu tiên công nhận bất kỳ hình thức miễn trừ truy tố nào với Tổng thống. Tổng thống Biden đang chạy đua tái tranh cử với ông Trump và đã chỉ trích gay gắt hành động của đối thủ liên quan đến vụ người biểu tình tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 do những người ủng hộ Trump thực hiện. Hiện tại, người đã đưa đám đông đó đến tòa nhà Quốc hội Mỹ đang phải đối mặt với khả năng bị kết án hình sự vì những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Người dân Mỹ xứng đáng có câu trả lời tại tòa án trước cuộc bầu cử sắp tới, Tổng thống Biden nói. Ông Biden nhấn mạnh, công chúng có quyền được biết kết quả của cuộc truy tố đó trước cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay, nhưng cho rằng, bây giờ, vì quyết định của tòa hôm nay, điều đó rất khó xảy ra. Đó là một bất công khủng khiếp đối với người dân ở quốc gia này. Kênh CNN của Mỹ cũng dẫn lời ông Biden nêu rõ, phán quyết của tòa án tối cao ngày hôm nay về quyền miễn trừ của Tổng thống đã tạo ra sự thay đổi căn bản. Về mọi mặt trên thực tế, hầu như không có giới hạn nào đối với những gì Tổng thống có thể làm. Đây là một nguyên tắc mới và là một tiền lệ nguy hiểm vì quyền lực của chức vụ này sẽ không còn bị luật pháp hạn chế nữa, ngay cả với tòa án tối cao của Mỹ. Ông Biden liên tục cảnh báo rằng giới hạn quyền lực của Tổng thống hiện chỉ nằm ở người nắm giữ chức vụ và những lựa chọn mà người đó đưa ra. Lưu ý rằng, ông Trump sẽ là mối nguy hiểm trong vai trò đó. Bài phát biểu chính trị đáng chú ý trên của Tổng thống Biden diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với chiến dịch của ông khi cố gắng vượt qua những lo ngại dai dẳng về tuổi tác, vốn đã trầm trọng hơn sau màn tranh luận Tổng thống vào tuần trước. Màn thể hiện không ổn định đã gây lo lắng cho những nhà tài trợ hàng đầu của ông Biden và đặt ra những câu hỏi cho Đảng Dân Chủ về việc liệu ông có nên tiếp tục tham gia tranh cử hay không.